anh chàng này uống một ly với vợ mình. Đột nhiên lại dừng lại, anh nghi ngờ nhìn vào cốc, thứ bên trong đã thu hút sự tò mò của anh ấy. Sau đó anh ấy lấy ra một viên đá, rồi quan sát thứ bên trong viên đá, nói đây là thứ quái quỷ gì vậy. Sau đó hỏi vợ mình, em xem bên trong có gì này. Nhưng người vợ lại thấy mơ hồ, sau đó cầm ra rồi đặt lên kính nghiên cứu. Họ nhìn thứ bên trong viên đá, đó là con voi ma mút với một ngọn giáo. Người vợ vô cùng tò mò, đôi mắt nhìn sang bên tủ lạnh, viên đá được lấy từ đó ra. Vậy vấn đề nhất định là ở đó rồi. Lúc cô ấy mở cửa tủ ra để xem tình hình bên trong thì đứng hình luôn. Sau đó nhanh chóng gọi chồng. Chồng cô vừa nhìn thì ngây người. Bên trong là nền văn minh siêu nhỏ. Lúc họ đang vô cùng chăm chú, tốc độ phát triển xã hội của nền văn minh này rất nhanh. Có lẽ bọn họ đang ở thời trung cổ. Dù rất bất ngờ, nhưng họ vẫn chôn cất cho chú voi ma mút trước, còn tiến hành mặc niệm nó. Sau đó họ lại mở tủ lạnh ra xem. Mới có 10 phút trôi qua, nền văn minh đã phát triển đến thời kỳ cách mạng công nghiệp rồi. Xem ra tốc độ thời gian ở bên trong không giống với thời gian của họ. Họ vô cùng tò mò, không biết bản thân mình trong mắt họ có phải là thần linh hay không. Nhưng trong mắt hai người này mà nói, anh à, hai đứa cứ nhìn chằm chằm vào tụi mình cả ngày trời, kia là ai vậy? Tôi cũng chịu, tôi cũng chán cái hàm răng của cô gái đó rồi. Tôi lại không cảm thấy vậy. Lúc họ đang ngắm nhìn, nền văn minh vẫn không ngừng phát triển. Thời gian ngắn thôi mà đã phát triển đến thời đại thông tin. Nhưng vào lúc này, một quả bom nguyên tử liền rơi xuống. Mắt người chồng liền bị tia sáng gây chói, đau đớn che mắt lại. Anh chồng tức giận nói, họ cứ ném bom lẫn nhau như vậy. Sau đó họ lại quay lại xem tình hình trận chiến. Ai ngờ cuộc chiến ngày càng kịch liệt. Thế là người vợ không chịu nổi đóng cửa tủ lạnh lại. Một tiếng sau, họ nhai bánh pizza rồi bàn luận xem chuyện gì đang diễn ra bên trong. Người vợ đau lòng nói, có thể họ đã diệt vong rồi. Người chồng cũng tán thành với ý kiến đó. Thế là họ lại mở tủ lạnh ra, nhưng biểu cảm lại biến thành bất ngờ. Lúc này xã hội bên trong có trình độ khoa học kỹ thuật đã vươn xa địa cầu. Họ bất ngờ quan sát mọi thứ. Kiến trúc bên trong không ngừng thay đổi hình dạng, lần nào thay đổi cũng đại diện cho một khoảng thời đại. Cho đến cuối cùng, nền văn minh bên trong đã biến thành quang cầu. Sau đó vô số điểm sáng xuyên qua tủ lạnh, đi đến bên cạnh hai người. Hai vợ chồng kinh ngạc nhìn chúng. Điểm sáng bay xung quanh họ không ngừng. Khoảnh khắc này đúng là tuyệt đẹp. Sau đó điểm sáng lại trở về tủ lạnh. Quang cầu lóe sáng, không còn nhìn thấy nền văn minh bên trong nữa. Hai vợ chồng đành tiếc nuối ôm lấy nhau. Họ đã chứng kiến bước nhảy vọt của nền văn minh, giống như kỳ tích vậy. Ngày hôm sau, hai vợ chồng lại mở tủ lạnh ra. Họ hiếu kỳ nhìn vào bên trong. Ai ngờ, bên trong lại tái sinh một lần nữa, một nền văn minh hoàn toàn mới. Đám vượn cổ đang vui vẻ ăn thịt khủng long, nhưng không ngờ, tiếng hét liền truyền tới. Một con khủng long lao đến chỗ chúng. Một chiếc phi thuyền ngoài hành tinh đang dần tiếp cận địa cầu. Lúc họ đang định hủy diệt toàn bộ địa cầu, một thiên thạch ngoài trái đất liền đâm thẳng vào phi thuyền người ngoài hành tinh và phá hủy hiểm họa này. Phi thuyền liền mất kiểm soát, dưới tác động của lực hút trái đất, nó liền bốc cháy rồi lao thẳng xuống địa cầu. Vị trí mà phi thuyền sắp rơi xuống chính là tòa cao ốc này. Bên trong tòa nhà, một anh chàng đang miệt mài tăng ca một mình, nhưng anh ta không biết rằng sự hủy diệt đáng sợ đang tiếp cận mình. Chẳng mấy chốc phi thuyền cũng đi vào tầng khí quyển, đâm thẳng xuống tòa nhà đó với tốc độ siêu thanh. Anh ấy nghe thấy âm thanh kính vỡ, nhưng vì âm thanh quá nhỏ nên không để tâm lắm. Dưới góc nhìn của chúng ta thì phát hiện con tàu của người ngoài hành tinh với lực quán tính mạnh đang trượt dài trên đất, có lẽ trượt đến hơn 10 cm. Cuối cùng nó cũng chịu dừng lại, nhưng phi thuyền đã mất điện và hỏng hoàn toàn. Lúc này anh chàng này định đứng dậy đi lấy nước, tôi sợ anh ấy không may đạp phải phi thuyền mất. May mà không có chuyện gì xảy ra. Sau đó anh vừa mới uống một ngụm thì sếp liền nhắn tin nói anh lại lười biếng rồi. Hóa ra sếp đã lắp đặt máy quay ở văn phòng, tất cả hành động của anh ấy đều được sếp nhìn thấy. Bỗng chốc anh cũng cạn lời, nhưng ai ngờ anh kích động đổ cốc làm ướt hết đống hồ sơ. Sau đó vội vàng hấp tấp lại làm cái cốc đổ trên bàn, vừa hay nước lại rơi xuống cái phi thuyền và dập tắt đám cháy lớn. Người ngoài hành tinh bên trong phi thuyền bỗng tỉnh dậy, nhanh chóng quét một lượt toàn bộ phi thuyền, nhận ra động cơ của phi thuyền bị tổn hại, không thể cất cánh được nữa. Thế là họ bắt đầu phương án 2, tìm một người đại diện ở trên địa cầu. Lúc này một con gián bay qua phi thuyền, người ngoài hành tinh liền quét nó và nhận ra trí thông minh của con vật này mới phát triển đến 2%. Lấy con vật này làm người đại diện thì không ổn. Cuối cùng họ quét được anh chàng đang nhặt cốc kia, thấy anh ấy có trí thông minh đạt 5%. Sau khi xác định được mục tiêu, người ngoài hành tinh liền gửi yêu cầu đến tổng bộ cách xa nhiều năm ánh sáng. Lúc này anh ấy còn không biết mình đã bị người ngoài hành tinh chọn là kẻ may mắn. Chẳng mấy chốc anh cũng nhận được thông tin của người ngoài hành tinh. Họ nói với anh thông qua màn hình máy tính, chỉ cần trở thành người đại diện, có thể trao cho anh sức mạnh đặc biệt giống như siêu nhân. Anh ấy hết hồn, còn nghĩ là máy tính của mình có vấn đề, thế là liền rút nguồn điện. Sau đó toàn bộ máy tính trong phòng liền bật lên, những lời nói khi nãy lại được phát ra một lần nữa, bao gồm cả điện thoại trên bàn. Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra chuyện này là thật. Anh điềm tĩnh ngồi xuống trò chuyện với người ngoài hành tinh, nhưng họ vốn dĩ không chịu nghe. Giờ anh ấy có hai lựa chọn, hoặc là hợp tác, hoặc là chết. Anh chàng mắng chửi một hồi, nhưng anh nghĩ nếu mình có siêu năng lực thì không cần đi làm nghe sếp chửi nữa. Anh mềm lòng rồi, nhưng trước khi trở thành siêu anh hùng, anh ấy phải làm chuyện này. Anh đi đến trước máy quay, sau đó tô vẽ lên ảnh ông chủ, rồi ném hết báo cáo đi.
còn giơ ngón tay thối với ông chủ nữa. Cuối cùng sau khi trút bỏ cơn giận, mới trở lại ghế ngồi ấn nút đồng ý. Nhưng ai ngờ anh quá phấn khích, dùng lực quá mạnh nên đẩy cái ghế của mình đi xa, trôi đúng vào chỗ phi thuyền. Sau đó anh ấy không thấy người ngoài hành tinh trả lời, chỉ nhận được tin nhắn ông chủ gửi đến bảo anh nghỉ việc.